cần phải có một sự cẩn trọng tới từ Lê Bích và Sa Pao. Chúng ta đang ở trong nhà, chúng ta đang rất đẹp. Và giờ thì Brazil sẽ đụng độ hòa Hàn Quốc rồi. Inonic vừa lộ vị trí. Bây giờ thì Inonic sẽ làm gì đây? Brazil đã có quá đông người, họ đang tràn xuống ném rất nhiều bom. Inonic khả năng cao sẽ không có cơ hội được có bắt này. Một pha đông hào tốt đến từ Inonic vẫn đang là những thủ đảo sau tảng đá. Bây giờ thì Inonic đang bị hoãn vào tấp phối đông hào này. Nations Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 16 tháng 6 tới ngày 19 tháng 6, tức thứ năm tới chủ nhật, với tổng giải thưởng trị giá $500,000, tương đương với 11,6 tỷ đồng cộng crowdfunding. Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày với tổng cộng 15 trận đấu với quy tắc super tính điểm, và một trận đấu sự kiện đặc biệt sẽ kéo dài trong cả một ngày. Các thông tin khác về PUBG Nations Cup sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất cho người hâm mộ trên các kênh sóng Facebook, YouTube, TikTok và Instagram. Hãy bấm theo dõi kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về PNC 2022 nhé.